Xin chào cô chú anh chị em. Rồi, bây giờ trên đường đi bán bún. Hôm nay nấu bún bò Huế mà nguyên chất Huế nha. Minh Thi nấu, Minh Thi là người Huế mà Minh Thi nói nấu đúng là Huế nguyên chất, là không có trái thơm. Trái thơm là của miền Nam, miền Nam bỏ vô, với mình Huế là không có. Cái là hương để Minh Thi nấu đúng, coi từ miền Huế sao thấy nó thơm dễ sợ luôn đó. Hương tới hương ngồi hương ăn hương cúi xuống một cái thơm nước mũi luôn, thơm thiệt là thơm vậy đó. Ngon lắm, để coi bữa nay mọi người khen ngon quá trời luôn. Em bỏ mấy cái muỗng chan nước lên rồi sợ không? Nè, Ok đúng rồi. cái đó không phải là vấn đề của em. Chị phải Em chưa chào khán giả. lâu rồi, cái chào bà cô chú bác chiều qua kỳ kỳ này Huỳnh giỏi lắm á, lúc mà Hương với Minh Thi bệnh của mình đi nấu spaghetti luôn. Cuối cùng Hương chỉ chạy ra Hương nêm chút bột nêm. Đồ nấu spaghetti của Mỹ rất dễ nêm, mình không có cho gì hết, cho bột nêm với muối thôi à. Việt Nam là thêm đường, thêm bột ngọt, rồi thêm bột nêm, rồi làm đủ thứ kiểu, xong rồi thêm gì đủ thứ gia vị tùm lum, nước mắm rồi nữa. Còn ở đồ Mỹ là cho chút bột nêm, chút muối vậy là xong. Mình giỏi lắm, mình nấu nguyên cái nồi spaghetti mấy ngày nấu gấp quá mệt, cho nên hôm nay Hương cắm đầu cắm cổ 6 giờ sáng Hương dậy nấu nướng rồi. Hôm nay Minh Thi ngủ quên, cái Hương phải gọi Minh Thi dậy nữa. Bao nhiêu tuổi rồi? 86 sáu mới học vừa khỏe lắm. thì lớn tuổi rồi mà chị, tám mấy 90 tuổi rồi, nó mình đi nào mình đâu có biết. Bài 60 qua 60 là sống thọ rồi đó. 60 tuổi rồi, qua 60 là mình sống quá, 70 qua 70 là sống quá thọ rồi đó. Nên bố gì vẫn còn đi tới đi lui như vậy rồi, khỏe rồi đó, người ta đang ngồi chỗ rồi, khỏe hơn mẹ chị. Bố chị khỏe nhiều. Bố chị sinh năm 30 là năm nay 94 tuổi rồi mà khỏe lắm. Lúc này sợ ma tự động khiêng chăn ra không khác nằm đâu, ngủ. mấy người già là vậy đó. Sau lúc rồi mà dậy mà cảm thấy không sợ thì lại khiêng chăn vô trong phòng nằm. Nghĩa là giờ Hương lấy một cái chăn khác Hương để ngoài luôn để khỏi khiêng chăn ra. Thế là dậy đi không thôi, nếu mà muốn vô thì vô, muốn ra thì ra. Hôm nay Minh Phi nấu ngon thiệt là ngon. Hương quên nữa, Hương ở nhà ăn giò heo là Hương luôn luôn mua cái giò trước, tức là không có thịt. Mình thích ăn cái sụn cái da này kia đó thì Hương cũng mua cho suối như vậy. Xong cái bà Ly hôm qua bà Ly ăn, bà nói trời ơi không có miếng thịt nữa còn mỡ không à. Cái là Hương đã nói thôi, họ thích ăn thịt thì kể từ giờ mua giò sau cho nó có thịt. Hôm qua quên lại đi mua giò trước nữa, trời ơi, vậy hôm nay lại ăn da nữa, lại ăn mỡ nữa. Tuần sau nhớ mua cái giò sau cho cái thịt. Họ thích thịt thì mình mua giò thì mình bỏ vô. Dễ hơn nữa là không mua cái giò luôn, mua cái thịt mà nó lọc giò ra sẵn rồi. Lúc đó mình mới căng được mỗi người cục cục cục. Thì cái đó cũng có giò, cũng có da này kia. Mua ba rọi đi, cái gì bún bò ba rọi, cái trời giò ơi, heo, người ta chế chế ba giò rọi gì, heo. tôi Em thôi biết ba rọi bao nhiêu một bao không? thôi 6 thôi đồng một tôi thì mua bao. chứ mua cổ heo được vậy. Họ đã nói họ không có thích ăn mỡ, cái cổ heo toàn mỡ không à. Họ nói họ cái đó mình gọi là sụn với lại da với lại gân này kia, họ gọi là thịt mỡ, họ không chịu ăn. Tôi tay heo đi. Nó có răng đâu mà ăn tay heo cái gân ở đó, trong đó là thuộc loại sụn cứng. Cái giò là cái Ông đi sụn rất sao ông không mềm. thấy ai làm cái loại tay heo mà họ giống giống phải không? Tụi mẹ nó làm tay heo với chân heo nó giống giống cái chị Có, mình bóp giấm xong mình ăn với chơi gỏi cuộn với rau sống chấm mắm nêm ăn á, không phải cuộn trộn với rau sống với mắm nêm bún của anh. Heo giờ tay heo luộc xong trộn với lại chưa? Tại sao không đó. bao giờ ăn vậy? Tay heo ăn không tốt gì đâu. Có lần gì ăn giờ quên lâu quá rồi quên. Ở Việt Nè. Nam ở ngoài Cam Ranh, Thôi mai. đi ra chợ Cam Ranh có một bà bán còn món đó thôi à, thịt
với lại tai heo bà luộc bà thấy mỏng mỏng, xong bỏ bún bỏ rau sống, mà rau sống bà làm nhiều giá này kia, cộn cộn bỏ vô trộn lên cái là ăn. Chị làm ấy. Giờ Hương vẫn còn nhớ, tôi không biết lần cuối cùng Hương ăn ở đó là năm mấy, chắc cũng phải 20 năm rồi mà giờ vẫn còn nhớ. Cái bà ở chợ Cam Ranh bán tai heo thái mỏng mỏng, chị giờ gặp xong bỏ bún với rau, xong tai heo xong chan mắm nêm. Em hỏi chị Giang Nam còn gặp anh gặp cô không? Bây giờ gặp cũng đâu biết bà nào đâu, đâu có biết ai đâu, thì là đến là ăn thôi. Đó cuộn cuộn lên ăn ngon lắm, không có cuộn, trộn trộn lên ăn. Tai heo nha quý vị, luộc xong thái mỏng mỏng, luộc trời mềm. Trời ơi, từ ngày em về nhà chị em già quá. Ai cũng nói em già rồi, mặt em già thế ớn luôn rồi. Người ta còn nói em già hơn chị nữa. Em nhỏ hơn chị 10 tuổi. Tại cái mặt nhanh nhanh nhó nhó nhìn già Hương nhờ. Gì? Rất nhanh nhó đẹp, thì là đẹp. Em nhỏ hơn chị 10, 13 tuổi. Đó tai heo nha quý vị, thái mềm, luộc mềm nha, thái mỏng xong trộn với rau với bún. Rau sống mà có giá gì trộn trộn trộn. Xong cái là chan mắm nêm quá ngon. Rồi ở Cam Ranh còn có bà bán chè đậu phán. Chè đậu phán cũng ngon lắm. Chè đậu trắng rồi nè. Đậu xe có đậu 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 nhà thờ đông người ta. Ừ, thì người ta đi lễ mà. Hương với Huỳnh là đi lễ chiều thứ bảy, để cho sáng chủ nhật nó về chủ nhật mình làm việc. Nhiều lúc chiều chủ nhật về mệt. Buổi chiều chủ nhật đi về ra khỏi tiệm đó, đi ra khỏi đó là lúc 3 giờ, 2 giờ rưỡi, 2 giờ dọn dẹp là đi ra về, về nhà cũng phải gần 3 giờ rồi, cứ ngủ chút xíu. Cái 5 giờ lại vậy, dậy đi qua Capitol. Capitol đem cho Alex xong xuôi rồi cái là hết, mới là hết việc. Có khi nào mà dư, lần trước dư 8 tô spaghetti. Cái là Hương đi, Hương lái xe vòng vòng ngoài đường. Hương lái xe từ 6 giờ cho đến 8 giờ Hương mới về. Hương kiếm kiếm từng người vô gia cư Hương đưa cho họ. Mình đưa cho họ. Có quẹt em có quẹt nào mà nấu nghe chị, quẹt em đâu rồi. Chị không biết. Chị đưa cho họ, họ ăn mình thấy mình vui lắm, mình đưa đúng người. Người ta đang đói, người ta là vô gia cư sao có gì ăn đâu. Mình đưa ta xong mình thấy yên lòng lắm. Có 8 tô mà Hương đi từ 6 giờ, mấy giờ rưỡi Hương mới về. Hôm đó là dư Hương đi. Dư cũng phải đi kiếm vô gia cư đưa chứ không có đưa cho những người khác. Người mình để giúp những người đói thì kiếm người đói được. Đi hết tiếng rưỡi, 7 rưỡi mới về. Tại vì nhiều cái những người này họ có họp ở một nơi nào đó, nhưng nhiều lúc mình tới cái nơi đó không thấy họ đâu hết, tức là đi chơi đâu rồi. Ở ngay chỗ Giang Garden thường thường là có 5-7 người á, mà hôm đó Hương tới không có ai hết. Thế là Hương lại tới Hương Lan. Hương Lan không có ai hết, là Hương lại chạy tới chỗ King Burger, Burger King, xong rồi đi qua chỗ cây xăng gì, đi vòng vòng mỗi nơi, một tô hai tô có 8-9 tô thôi mà Hương đi tới 7 rưỡi không mới về. Hương đưa hết cho những người. Phúc à. Trời ơi, thấy phúc à. Trời ơi, nhìn anh phúc tàn tạ dễ sợ luôn. Như tàn lắm quý rồi, xe này che mất tiêu rồi. Kỳ này nhìn phúc tàn lắm, từ ngày mà chết đến giờ. Thay đổi. Ai biết ông nói vô nhìn tiều tụy lắm. Cả người thích lên. Lúc nào đi cũng cầm theo cái cây. Xong rồi cái mặt dữ. Mà nói chuyện sợ, sợ chạy luôn. Uống thì nổ, nhịp già. Bây giờ nhìn lại cái hình khoảng 2020, lúc mà Hằng mới gặp lần đầu, có 3 năm thay đổi nhiều. Những người họ dưới suối 1 năm hồi già đi 10 tuổi. Huyền, hồi xưa Huyền đẹp lắm. Hồi xưa Hương đi phát cơm với lại Trang á, Hương đi phát đồ ăn với lại Trang nhà thờ đó, là đi thứ tư. Lúc đó phát Hương gặp Huyền lần đầu tiên, Hương nói trời ơi con nhỏ này có 20 mấy tuổi, nó đẹp vậy sao nó ở dưới suối Trang. Trang nói chị ơi nó 40 mấy tuổi rồi á. Hương nói ủa gì hả, nhìn nó trẻ mà nó đẹp lắm. Trang nói là chị ơi giờ nó già rồi chứ hồi xưa nó còn đẹp nữa kìa. Đó là lúc đó Hương gặp. Xong Hương đi bán thức ăn với Trang một thời gian. Xong lúc đó là bị Covid là mới nghỉ ở nhà. Coi video của Hằng, trời đất ơi, thấy Huyền nó trôi sao nó già khủng khiếp vậy. Xong cái bây giờ coi lại càng già nữa. Một năm họ già đi nhiều tuổi lắm quý vị ơi. Không phải mỗi năm già một tuổi đâu, một năm già mấy tuổi. Tiếc cái tội nghiệp. Nhiều lúc thấy đi lang thang ở ngoài đường lượm lon, nắng đôi mặt đen thui mồ hôi nhễ nhại, thấy tội nghiệp lắm kìa. Đó mà đi làm neo ngồi trong máy lạnh đàng hoàng, ngồi nhẹ nhàng thì làm không được. Nhiều khi ta sống người ta thoải mái hơn, làm neo ta làm không được. Coi như là cái số khổ thì phải chịu khổ thôi. Phải làm giờ tự do chứ không thể nào mà làm giờ giấc.
theo cái giờ giấc khuôn khổ nào đó họ làm không được, cho nên họ làm giờ tự do cực lắm quý vị ơi. Mình thấy trên kênh mình thấy nhiều người vô comment bảo lười biếng không chịu đi làm, lười biếng thì ra không có lười biếng thế nào, làm cực hơn mình nhiều, làm rất cực chứ không phải làm như mình đâu. Dòng gọi không? Thôi, tôi cần gọi, mình lo việc mình đi, mình vô mình xuống hàng, xuống cổ. Bụng bụng không? Thôi đừng có gọi. Mà sao người mà nó không có vô cho cười, mà gọi hồi chạy vô, họ nói cái thằng đó gọi tôi á. Rồi, bán hàng đi. Em phụ đi thi bỏ ủa nãy rồi còn cháu cần đó chị, chị cần chị đổi đi con như vậy đó. Cầm ra luôn. Phu quanh nó mà ghé đi, phu quanh việc đi xúc, phu quanh việc đi xúc đây nha, đây nha. Đúng là, đúng là. Phu quanh việc đi xúc rồi, quanh mà ghé đi rồi, đây. Đặc biệt. Cái bao tao thật đâu. Chị Hương cho cái ghế rồi lấy ghế bỏ thật trên. Em bỏ nó một thùng nước xuống rồi nè, chị dặn em luôn. Bỏ thùng nước gì? Chân nè, chân lên mặt rồi. Cho cái chung cho cái chung hô. Rồi ghé đi. 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 Lại đây, giúp mình nào. Nè. Ờ, không có bỏ hết đi, đổ hết, đổ hết, bỏ hết, đầy đủ luôn, bỏ. Đổ hết rồi xong rồi, mình bỏ. Quay. Không, không, quay con sốt. Nó sốt, nó sốt, nó sốt. Dạ, quay, 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 quay. Cho bọn nó nha. Đây này, chú chó nha, nó vô. Thank you. Không có kêu đâu, lắm. Thank you. Chó luôn á. Sao mà nó ngủ. Mai nhớ Tiêu đâu rồi ta? Lấy gì vậy? Nhỏ, con
Đây mọi người cái rồi. Không được. Không, chanh nước. Chanh nước vô, chanh nước vô. Nước ướp tới chanh nằm sau cầm. Không, chanh mới, chanh nước. Không được, thì đây ai lấy anh Hoà, chanh nước chơi vô, tại sao bữa giờ đặc biệt đó. Rồi, cho anh. Cũng đặc biệt quá. Đặc biệt rất nhiều. Dạ. Cho em thêm. Cũng là anh, cũng là anh. No, you wait, wait for soup, soup here. Wait, wait. Cho lấy nước, chờ lấy nước anh. Đợi đi, đợi đi. Okay. You want spicy? Yes. Everybody, okay. Anh muốn cay phải không? Yeah, one more. Everybody, okay. Yeah, everybody. Rồi. Đưa anh ra đường, ông đi trước đi. Không có bao. Hết lắm. Cái bình này bỏ trong cái ba lô. Bỏ túi đi đây. Bỏ ra. Nhét túi. Nhét trong túi, cầm hai tay. Không có nóng. Hai tay chứ một phân được. Rồi. Đi qua nhà xuất. Qua bên. Em đâu đấy? Spicy, ok. Còn lemon rồi em. Lemon đó, anh lấy cam được không? Lemon. Thank you. Thank you, lemon rồi em. Thank you, thank you. Can you throw it on top? Oh, yeah. Yes, please. Thank you, sir. Thank you, man. Ok, lấy hai mấy rồi, lấy rồi. I don't care.
Thank you. Stolen bike. What are you trying to tell me? You bought a stolen bike. I'm trying to help you. I don't need two bikes. I'm trying to work with you here. Hey, yeah, you guys on camera, man. You guys on camera. Take it over there. Hey, shoot each other. I don't get fucked. Okay.
Em ơi, chai này bị tiêu rồi. Anh đâu anh quan trọng nè, em biết tên rồi. Thank you, sir. This one for my brother. Right there. Where is the marker? Yeah, put Chris. I don't have a marker. You have to ask me. You don't want to put your name? I don't know what happened to the... Yeah, ask the other lady. Okay, we'll just fill it up then. Spaghetti is really good. Listen. No, no, no flies getting more. That's good. Thank you. You're welcome. God bless. Thank you. Here, Chris. You want a ring? When I say it, yeah. And I think. Trời, em sao hiểu được ngoài luôn.
Thank you. Này, cái này có tây nắng nè. Ờ, cái đó chưa bạn. Dạ, dạ, dạ. Wow, đưa cho bạn đó, của anh có tên đây trong này. Giữ gì cho có tên. Ủa, cảm ơn. Hello. Có bạn đó. Cái chuyện này của em hả? Em có rồi hả? Bà nào cũng được. Dạ, bà Mỹ nha, bà Mỹ nha. Em, giờ thôi từ từ lại lấy sao đi, tại vì không gấp đâu. À, anh ăn đi, từ trước anh đưa anh. Em là Hằng. Dạ. Đang chờ. Vị trí? Dạ, please. Trời ơi, đánh đổi tôi thấy. Rồi cho em câu. Yuri là con nhé. Không chưa có cái này có này cho đi. Nghe nhé. Có sẵn. Ủa thế không? Biết quá. Tấu về. Hằng. Lo chưa? Ủa, bơi đâu bơi? Ủa băng đâu? Bơi là băng đâu? Whoever they have to come with them. Nó đi ra vào khác. Coi đi. Có lấy tên Thank you.